Về tôi xin đăng ký học, đăng ký dự thi hoặc dự tuyển của trường Đại học Hà Nội để trang bị cho mình những cái kiến thức giúp cho những người khác ít hiểu biết hơn hoặc là chưa có nhiều kiến thức về luật, để giúp cho người ta có những cái yên tâm thoải mái trong cái cuộc sống hoặc là trong cái va chạm với nhau. Đấy là cái những điều mà tôi nói từ tâm tôi ra. Chào chú ạ. Chào anh. Vâng, cháu cũng rất được nghe nhiều về chú thông qua những cái bài báo chí, và mọi người đều biết chú là chú Đức, và chú là cử nhân luật mà được coi là già nhất khi tốt nghiệp đại học luật. Năm chú tốt nghiệp là năm chú 78 tuổi đúng không chú? Vâng. Tại sao, động lực nào để một người mà bằng đấy tuổi mà chú lại tham gia đi học, lại còn là học ngành luật nữa, thì chú có thể chia sẻ với bạn không? Thưa anh, tôi với tôi mà cái việc học mà nó gần như là cái chuyện ngẫu nhiên, chứ nó không có một cái gì để mà đáng nói. Từ thuở bé, tôi sinh ra, tôi là Ngô Tôn Đức, tôi sinh ngày 23 tháng 8 năm 1945. Anh bảo cái xuất xứ của cái năm sinh ấy là một sự chết đói của cái nước Việt Nam này, lúc ấy 2 triệu người chết đói. Cho nên là tôi sinh ra ở thời điểm ấy cũng là thời điểm tôi đói, đói cả về vật chất, ăn uống mặc sinh hoạt, và đói cả về tinh thần, tức là những cái việc học hành. Và hỏi rằng là tại sao tôi lại đi học và là chọn nghề luật, ý anh muốn thế vậy? Đúng rồi. Trước tiên thì như tôi đã nói rằng là cái việc đi học với tôi nó trở thành một cái nhu cầu, nó thường xuyên, nó ngẫu nhiên thôi, chứ không ai thúc ép tôi cả. Cho nên là từ bé khổ đi học ở cái trường cấp 3 Xuân Đình, lúc bây giờ nó là trường Bắc Lý cấp 3 của cả nước đấy, thì có cái cặp bằng cái giấy tôi dán vào, tôi làm theo, tức là cặp 3 giây đấy, tức là điểm mà đi học thôi. Đấy, ngay từ thủ bé là như thế, và tạo ra một cái thói quen rằng đi học đấy là trước khi đi học là phải đọc cái sách giáo khoa, bài mà mình học, để đến lớp tập trung nghe giảng. Nó thành một thói quen cho tôi rồi, tập trung nghe giảng và về lập tức là học bài, làm bài ngay hết tất cả của cái môn học trong ngày đó. Và đến bây giờ khi đi học Đại học Luật Hà Nội cũng thế, tôi mua tất cả các giáo trình của những môn học thuộc học kỳ đó về đọc trước một lần, rồi sau đấy đến cái ngày học cái môn đó thì tôi lại đọc lại giáo trình và nghe thầy giảng, tập trung lắng nghe thầy giảng ấy, và phát hiện được ra, thấy rằng có những cái sự không phải là thay đổi mà nó có những cái có và những cái chưa có. Thí dụ trong giáo trình là có nội dung này, nhưng thầy thì lại không nói đến cái việc đó mà lại nói những cái phần khác để bổ sung cho. Đấy. Và những cái mà sự chênh lệch đó thì lập tức tôi đặt vấn đề với thầy luôn. Tại sao giáo trình là có như thế này mà thầy không đề cập đến? Thầy nói rằng là nếu như đã có giáo trình và mọi người đã đọc giáo trình rồi thì điều mà giảng viên truyền tải thêm để cho học viên mở rộng những cái hiểu biết và kiến thức ra thì mới là tốt, chứ nói y nguyên như giáo trình không thì có khi lại cái tác dụng nó kém. Cho nên là cái việc học và đọc giáo trình trước, sau đấy hoàn thành tất cả những nội dung bài mà mình được tiếp thu và lắng nghe trong buổi đấy, trong cùng một buổi ấy, để tạo ra cho mình những cái kiến thức nhập vào mình. Còn anh hỏi tôi tại sao là muốn lại là chọn nghề luật, thưa thật với anh là trước khi học luật ấy, thì tôi đã hình thành một cái suy nghĩ của tôi là gì? Tôi muốn có kiến thức để giúp đỡ cho những người ít hoặc không có kiến thức về luật, để người ta có thể sống và làm việc theo cái xu hướng ấy. Về tôi xin đăng ký học, đăng ký dự thi hoặc dự tuyển của trường Đại học Hà Nội để trang bị cho mình những cái kiến thức giúp cho những người khác ít hiểu biết hơn hoặc là chưa có nhiều kiến thức về luật, để giúp cho người ta có những cái yên tâm thoải mái trong cái cuộc sống hoặc là trong cái va chạm với nhau. Đấy là cái những điều mà tôi nói từ tâm tôi ra để trả lời cái câu mà anh hỏi tôi là tại sao ngần này tuổi rồi đi học và tại sao lại chọn cái nghề, cái trường đại học luật để học theo. Thế cháu nghĩ cháu có thể tóm tắt lại cái ý, đó chính là thực ra ấy, là chú Đức có một cái tư duy học tập từ xưa rồi, tức là học nữa học mãi, không kể là độ tuổi như thế nào, mà chú là theo cháu biết chú có rất nhiều bằng đại học khác, không chỉ là bằng đại học luật. Còn khi mà đã có tư duy đó thì dù là 50, 70 hay 100 thì chú vẫn học mà thôi.
Và kế tiếp là tại sao chú học đại học luật, đó chính là thứ nhất là chú để nâng cao hiểu biết cho chính mình, và thứ hai là để có điều kiện giúp đỡ những người khác, những cái người xung quanh mình khi chưa có sự hiểu biết kiến thức pháp lý, khiến cho việc là sống và làm việc nó không được chuẩn chỉnh, được chưa? Đấy là lý do của chú học luật. Thì đây là những cái trao đổi sơ bộ của chú Đức, và hy vọng rằng phía Học viện Pháp chế ICA sẽ mời chú Đức tham gia để chia sẻ nhiều hơn trong cái buổi workshop sắp tới, và mọi người có thể tham gia cái buổi workshop này để có thể gặp gỡ cũng như là nghe những cái câu chuyện và cũng như là trao đổi được với chú Đức, một người cử nhân luật 78 tuổi. Đấy, vâng, cảm ơn anh. Bởi tôi thì tôi nghĩ thế này, nếu được các anh mến mộ tin cậy và mời tham gia những cái buổi giao lưu đó, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi chỉ muốn là thông qua cái buổi giao lưu đó mà có nhiều cái giao lưu trực tiếp giữa tôi và những người tham gia để giải quyết hoặc là giúp đỡ nhau giải quyết những cái phân vân về cái việc học hành. Bởi vì bây giờ thì hết tháng này là tôi tròn 78, là sang tuổi 79 rồi, nhưng tôi muốn học nữa, tôi chưa muốn dừng lại. Bởi vì bây giờ như nói đùa vui là như một cái đà đang đi lên mà bây giờ dừng lại một đấy thì nó tiếc lắm, nó phí cái công lắm. Cho nên là nếu được các anh tin cậy mà tham gia thì tôi cũng đề nghị mọi người là có những cái tâm tư hoặc có những cái câu hỏi gì có liên quan đến việc học hành, nhất là đối với luật, thì tôi sẵn sàng có thể giao lưu trao đổi với cả tất cả mọi người về việc đó. Cháu rất cảm ơn chú. Ra là cháu tin rằng có rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi theo cái form mẫu để mà được trao đổi, được giao lưu và thậm chí là có thêm những cái mối quan hệ mới, đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì nói sơ sơ thế này, giữa tôi và anh thì có thể cũng chưa nói hết được tất cả những cái tâm tư, rồi có hoàn cảnh, cái điều kiện. Thí dụ như là cái việc mà học để cho nó khỏe thì mọi người nghĩ rằng là chuyện nó vô lý đùng đùng, học ra thì nó mệt mỏi, cho nó căng thẳng, thì giờ nó ốm, nó yếu, nó thế nọ thế kia, chứ tôi thì là học cho nó khỏe. Thì đây là cái điều mà tôi muốn mọi người thấy được rằng là tại sao tôi lại nghĩ như thế. Và thực tế tôi đã kiểm nghiệm và kiểm chứng điều đó. 5 năm học thì tôi không phải đi viện, nhưng đến lúc mà có sự cố một cái thì tôi đổ bệnh, chứ còn trước đấy là không biết ôm đau là cái gì cả. Cho nên chính cái đó nó tạo ra cái việc học ấy, ham học và thích học ấy, không nghĩ đến kết quả. Thật quả mà nói là cho đến giờ phút này khi tôi nhận được một cái bảng điểm này thì tôi mới biết rằng là mình đạt loại giỏi. Trong 46 môn học thì có 12 môn là điểm A và A cộng, tức là 9 với cả hơn 9, chứ chưa có cái điểm 10. Cao nhất của tôi là 9,7 thôi. Thì tôi không nghĩ rằng tôi có cái kết quả ấy, bởi vì tôi cứ học theo như là cái quán tính, cái mà tôi đã học từ trên đến này. Cho nên là cái điều mà tôi muốn tâm sự trao đổi với mọi người rằng là học rất rất có lợi, rất có ích, và học được thì đúng là ấm vào thân, học được thì mới biết. Cho nên là tôi rất muốn được lắng nghe và giao lưu với rất nhiều người về những vấn đề mà mọi người quan tâm đến việc học, học như thế nào, học cách thế nào, học nó ra làm sao để đạt được cái điều mong muốn của mình anh ạ. Còn nhiều những cái giai thoại, những cái diễn biến cụ thể trong cái học tập 4 năm 5 năm học của tôi mà, thì có khi mọi người hỏi đến tôi mới bộc lộ ra, mà những chuyện đấy gia đình tôi nghe được chuyện đấy có khi lại không thích đâu. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Bí mật riêng tư. Cháu cảm ơn chú.